là đối với Mai Thượng là ở giữa dòng, Mai Trung là bờ nam, Thắng Lợi là bờ bắc. Đề nghị các ông lái lưu ý cho qua bếp thăm cao hôn chúng ta nắm được. Vậy chúng tôi nhắc lại, đề nghị bao lái sau khi kiểm tra lại dàn đôi và lái là đưa chải của mình về vị trí tập kết để loạt đôi thứ hai của bảng B cũng như là loạt đôi thứ tư của buổi chiều ngày hôm nay. Vòng này là vòng thứ tư rồi, còn hai vòng nữa cho là hết, là cũng khoảng 5 giờ. Đây, đội vàng cũng khởi động rồi, chuyển lên trên này rồi. Đây là khu mặt ở trước tôi trải truyền thống là Tiếu Mai. Vâng, đề nghị các ông trải sau khi kiểm tra xong lái của mình đặt chuẩn và dầm môi đưa vị trí trải về vị trí tập kết, yêu cầu chiếc đò ngang chở cổ động viên của Mai Thượng kia khẩn trương cho vào bờ cho. Hiện nay trên sông đang đảm bảo an toàn, đề nghị các ông tuyển thủ lưu ý cho là cho chải của mình vào vị trí tập kết, chiếc đò ngang cho đò sang bên này đây. Đây, bơi xuống tít dưới phao phía kia khoảng 1 km. Alo, chúng tôi nhắc lại một lần nữa là đối với loạt đôi thứ hai của bảng B là như sau: Mai Thượng ở giữa dòng, Mai Trung bờ nam và Thắng Lợi là bờ bắc. Vậy yêu cầu các ông lái cũng như các ông đội trưởng lưu ý cho hiện nay là chiếc đò ngang đang chở khách khẩn trương cho. Mai Trung đưa giải sang bờ nam, Mai Trung đưa giải sang bờ nam, ông lái Mai Trung đưa giải sang bờ nam cho. Mai Trường đưa về bờ bắc, Mai Trường đưa về bờ, Thắng Lợi đưa về bờ bắc, Mai Trường phía đông. Về bờ nam, Thắng Lợi đưa về bờ bắc, đây là loạt đôi thứ hai của bảng B, cũng là loạt đôi thứ tư của buổi chiều ngày hôm nay. Yêu cầu tất cả các tuyển thủ cũng như ông lái hãy lưu ý cho. Đấy, ba thuyền chạy ở tít xa xa kia kìa, chuẩn bị quanh đầu ấy. Đề nghị ba lái tiến trải dần về khán đài điều khiển chỉ huy đôi. Đề nghị ba lái cho ba đội của mình tiến từ từ về khán đài chỉ huy đôi. Đi từ từ thôi. Ba đội, ba lái nghe rõ chưa? Hiện nay loa đài ở trên này đang bị hỏng mất hai chiếc, không điều khiển được. Đề nghị ba lái tinh tâm lưu ý cho. Đề nghị ba lái tiến gần về đài chỉ huy bơi. Chiếc đò ngang khẩn trương lên. Đò ngang người ta chuẩn bị bơi rồi, cho tiến lên từng con cơ. Tại sao đò ngang lại thích kia kìa? Tiến lên từng con cơ, đò ngang. Ba đội cho tiến gần về khu đài chỉ huy bơi. Ba đội tiến gần lên.
ba ông là anh em đó chưa? Phượng Hoàng hỏi, Đà Lạt trả lời, Đà Lạt hỏi, Yên Lam trả lời, còn chưa lên. Ba đội cho tiếp từ từ về đài chỉ huy. Ba đội đi rất từ từ lên. Đều tập đều vào, thật chắc sao vào. Để đảm bảo tính công bằng. Đảm bảo tính công bằng. Ba lái lưu ý cho. Khai một ly là đi một dặm. Và người ba lái cứ tiến lên. Khi nào chạm lên là cứ tiến lên. Cứ tiến lên, lấy đà đi được. Cứ tiến lên, đều là được. Còn nhiều người có phải là quý có cả tập ban tổ chức hội làng có phải đâu chứ đâu đâu lơ mơ bỏ ra toàn ba trải hiện nay đã có quá đẹp và rất đẹp rất đẹp ở trên này đây chúng tôi kiểm tra theo chúng tôi kiểm tra rất là đẹp rất đẹp các ông chụp bài bàn hiện nay là đang kiểm tra và ba trải đang chuẩn bị đấy xanh với đỏ ngang nhau này lên này với nhau một 9-15 có chúng ta để đều mà bây giờ nhập phèo lên trước và tiến dần dần chưa phát nào chưa à, xem TV luôn ở kia hả? Xem luôn ở TV ở kia kìa, trực tiếp kìa. Về khu vực thượng lưu, đề nghị tất cả khán giả chúng ta đấy cây cao ở đấy. Cổ vũ động viên, cũng như là bình tĩnh, khán giả phải hết sức bình tĩnh, không được có tính chất gọi là hơi quá khích để đảm bảo sự thành công của lễ hội năm nay cũng là một màn thua sức thua tài. Của các trang trẻ làng thiếu ai ba đội cố lên quần mình về tới chúng tôi
làm bờ đá cam luôn đây. Lưu ý đi đúng đường bơi của mình. Sao gái đi đúng đường bơi của mình. Nếu mà không đi đúng đường bơi của mình là sẽ bị trừ điểm. Lưu ý đi đúng đường bơi của mình không là bị trừ điểm. Không phải chủ quan. Thôi vào cuộc chơi không ai được quan cả. Để hơn nhau một tí thôi. Ba đội mới rất đẹp đấy, ba đội này là đi đúng đội của mình, đội kia mạnh hơn kìa, đội kia đang lên kìa, đội đoán kìa, lên một tí đến đây cái nói rằng nó mấy được chứ ở giữa chỉ có đất này, ông thật đấy, đội đấy đang mạnh đấy, mình giữa bị ép. Chạy em cái gì cả? Đúng rồi, chạy em cái gì cả? Đúng rồi, đây không em gì cả. Tôi tự lên được sao? Em đi đâu? Đây là đội đỏ. Đội đỏ mạnh đấy, nhé. Đội đỏ mạnh đấy. Đây nhìn đây. Đội đỏ mạnh nhất rồi. Ba đội cuối đây. Lên trên làng nào? Không biết được đâu, mình ở đây xa đến. Ba đội cuối đây. Các cơ thủ rất khỏe. Sáu nào ông mạnh thế? Nhìn cái dập của mình nữa. Đây là màu mình. Thế này có trả hai thân trả rồi. Hai thân trả tôi đã rồi. Mày chung rồi nhất. Thắng gì ơi. Mạnh đấy. Thua thắng lợi. Thua thắng lợi. Ba đội cố lên. Ba đội cố lên. Sắp phải đứng rồi. Sắp phải đứng rồi cố lên. Ba đội cố lên. Cố lên. Yêu cầu các con gái hãy đưa trải của mình về.